Amanda the Avenger. Hôm nay mình lại tìm thấy được một cái game mà nó có cái nội dung khá đáng sợ nữa các bạn. À, nội dung kể về nhân vật của chúng ta. Cảm thấy rất là hoài niệm khi mà gọi là dọn dẹp lại đồ đạc khi còn nhỏ ấy, thì phát hiện ra ba cái cuộn băng về cái chương trình mà cái người này ấy, cái nhân vật của chúng ta từng rất là thích trong quá khứ. Đấy, nhưng mà khi mở cuốn băng nó lên thì nó lại xảy ra những cái chuyện mà không thể nào tưởng tượng được. Nghe có vẻ rất là đáng sợ đúng không nào? Những cái thứ mà chúng ta khi nhỏ giữ gìn nó rồi lưu nó lại ấy, hóa ra nó lại là một cái thứ gì đó kinh dị mà tính bây giờ chúng ta không thể nào nhớ được lại cái chuyện đó, mà nó lại xuất hiện trong cái những cái mà không có nằm trong ký ức chúng ta, thì cái đó thực sự rất là đáng sợ nha. Rồi thử nhét cái băng đầu tiên vào đi nào. Đây chỉ là một cái chương trình TV bình thường thôi. Mình không biết nó có lấy parody từ cái gì không. Thích táo à? Ê. Ê. Mình gõ chữ vào đuôi các bạn ơi, nhưng mà nó chỉ có ba chữ thôi, mình không biết là nên gõ cái gì. Hết hay là like gì cũng đều có bốn chữ hết. Tao đứng rồi. À, mình cần phải bấm đúng vào cái gì đó đúng không? Ê. Nó cho mình chọn hay sao ấy? Đây chỉ là cuộn băng thôi mà tại sao mình phải chọn được? Bài khoai đầu bị không nghe nó nói gì. Apple hả? Apple pie là gì? Khoai bị sao thế? Không hiểu được cuộn băng đầu tiên nó như thế nào luôn. Sao nó tự văng ra rồi? Tự văng ra rồi các bạn ơi. Mình không nghĩ là có ai mà thích được cái chương trình quái lãng như thế này mà lại gọi là lưu băng là dưới này. Quái gì thế? Thử gắn cái băng tiếp theo vào nha. Thấy có gì đó không ổn rồi. Rồi. Cái con cừu này không phải là cái con cừu lúc nãy nữa rồi đúng không? Nó đâu xử lý rồi các bạn ơi. Chúng ta có thể chọn một trong hai cái này. Màu đỏ xem được không? Ôi, con cừu nó lắc đầu các bạn. Nó bảo mình là đừng chọn cái màu đỏ. Nếu mình vẫn chọn màu đỏ sao? Nó xóa luôn rồi. Nó bắt mình phải chọn đúng cái mà nó yêu cầu. Cái quái gì thế? Tụi con nói là đây cửa hàng thịt cừu nhá. Con cừu nó rất là sợ hãi luôn, nó muốn báo hiệu cho mình biết cái gì đó. Hey. Nó hỏi cái gì thế? Giờ lại phải trả lời lại. Quầy. Mình không biết nó nói cái gì nữa. Mình phải nhấn cái gì đây? Nhấn bậy à? Ê, mình không nhấn gì luôn á. Mình không nhấn, mình nhấn tầm bậy các bạn mà nó ra chữ mít là thịt. Rồi, thịt là thịt gì đây? Âm thanh rất là ghê. Quay cái con Amanda đang quay đầu ra nhìn cái gì thế? Rồi, tại sao nó lại nhìn con cừu? Đứa trẻ nào lưu lại cái băng này đây? Cái băng cuối cùng rồi các bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình xem hết toàn bộ đây? Ờ, cái gì thế? Cái này chương trình dành cho trẻ em mới lạ đấy. Cái nhà của mình đâu hả? Nó chạy qua bên đây rồi. Có khi nào đây là cái nhà của mình không? Không. Mất luôn rồi.
Bắc Bình bắt buộc phải nhờ bấm vô cái nhà này rồi. Cái nhà này là nhà gì đây? Ê, nhà này nhà của mình đúng không? Mặc dù mình không biết nhà trong game của mình là nhà gì nhưng mà hoài. Ở đây là cái cửa, đây cửa sổ. Nó bảo là hãy cho nó vào trong đi. Mất cái cửa sổ luôn rồi. Quá miễn cưỡng. Phải đừng có nói là, đừng có nói là mình. Bảo cái gì nữa đây? No. Rồi không được luôn. Xác định rồi. Quá cái quái gì thế? Cực kỳ kinh tởm. Ê. Cái này là cái gì đây? Nó bảo mình có chơi lại không mà. Thử nhá. Nếu mà mình không bỏ đúng thứ tự của những cái băng thì như thế nào? Để xem có được hay không nha. Không được rồi các bạn ơi. Không được rồi. Bắt buộc phải bỏ những cái băng theo thứ tự rồi. Nếu mình chơi lần hai có chuyện gì xảy ra hay không? Họ mình có thích apple hay không? Yes hả? Thì bây giờ mình sẽ thử tuân thủ theo nó xem. Cái này đúng không? Mình sẽ chọn đúng. Can you see apple? Có thấy hay không mà? Có thấy mình trả lời tiếng Anh là như thế nào ta? Cái này mình chỉ thể gọi apple thôi. Yes, có thấy hay không thì chỉ trả lời yes thôi. Mà yes thì chỉ có ba chữ không được. Hồi nãy mình bấm apple được rồi, không có vấn đề cả đúng không? Ủa? Đường này rõ ràng là mình không có sai gì hết nhá. Liệu chúng ta có thể thoát khỏi trong lần này không? Cái thứ hai này là có cái gì ta? Tình hình vẫn không có gì thay đổi cả. Tình hình vẫn không có gì thay đổi cả. Lần này chúng ta vẫn phải tới cái chỗ bán thịt thôi. Cái này là mình đã thấy lạ rồi. Tại sao lại đứng ngay cái góc quay mà ngay thùng rác chứ? Mà dưới đây còn có rất là nhiều cái gì nữa. Rồi. Chỗ này xảy ra cái gì thế nhỉ? Này là bốn chữ đúng không? Mình chỉ có thể trả lời là mít thôi đúng không? Rồi. Cái này sao cái phần sao cái tập thứ hai này không còn thấy con cừu nữa. Ta hiểu rồi. Vậy là có nghĩa là cái cuộn băng này chưa chắc là của nhân vật chính của chúng ta. Đúng không? Mà là cái con một cái tồn tại nào đó đã bỏ cái băng này vào nhà của chúng ta và làm cho chúng ta tưởng là đây là đồ còn từ bé của chúng ta, sau đó chúng ta xem thì nó đến tấn công. Quầy. Một sở thích vô cùng biến thái. Không có thay đổi gì cả. Nó không thay đổi gì cả các bạn. Bây giờ mình thử tuân thủ nó xem. Quầy. Nó chỉ nhanh hơn thôi. Mọi thứ chỉ diễn ra nhanh hơn thôi. Cái này. À, cái này bấm sao đây? Có 5 chữ Apple hả? Wow, vừa là cái con này. Không có gì thay đổi cả. Tại sao nó lại có cái chữ lại một lần nữa là như thế nào? Bình thường nếu mà nó có chữ này mình lại một lần nữa nó phải khác đi một chút chứ.
Mà nói chung là đây là một cái rất là ghê nhá. Nếu mà chúng ta không nhớ được cái thứ mà nó nằm ở trong cái đống đồ cũ chúng ta là cái gì thì tốt nhất là nên vứt nó đi.